Ngày 23 tháng 3 vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Argentina đã phối hợp cùng Phòng Thương mại Châu Á-Thái Bình Dương của Argentina tổ chức buổi tọa đàm Cơ hội kinh doanh thông qua các hội chợ quốc tế và chuyên ngành tại Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Argentina mong muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam. Trình bày tại buổi tọa đàm, Thương vụ Việt Nam tại Argentina đã giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế thương mại nổi bật của Việt Nam trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, giới thiệu chi tiết với doanh nghiệp Argentina về các hội chợ lớn được tổ chức hàng năm tại Việt Nam như hội chợ quốc tế Việt Nam Expo, triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm đồ uống, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược, cũng như những tiềm năng và cơ hội mà các sự kiện này đem lại cho các doanh nghiệp. Đại diện Việt Nam khẳng định, môi trường đầu tư thuận lợi, thị trường cởi mở và ngày càng đa dạng của Việt Nam chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các đối tác Argentina. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 3 tỷ 030 triệu đô la Mỹ, giảm không đáng kể so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 482 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2016. Nhập khẩu từ Argentina đạt 2 tỷ 548 triệu đô la Mỹ, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng tại buổi tọa đàm, bà Lorena González, đại diện cho các doanh nghiệp Argentina có mặt tại buổi tọa đàm, đánh giá cao con đường phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, đầy thử thách và cũng không ít thành công của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Bà González cho biết, nhu cầu kết nối cũng như tham dự các hội chợ quốc tế và chuyên ngành tại Việt Nam của các doanh nghiệp Argentina là rất lớn. Đại diện phía Argentina hy vọng thương vụ Việt Nam tại Argentina tiếp tục là cầu nối cho các doanh nghiệp hai bên trong việc tìm hiểu môi trường kinh doanh, các hội chợ triển lãm quốc tế lớn được tổ chức ở Việt Nam và từ đó xuất hiện các đối tác hợp tác tiềm năng, giúp thúc đẩy hơn nữa trao đổi hợp tác thương mại giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Hiện tại, các doanh nghiệp Argentina quan tâm nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ, bát, đĩa, gốm sứ, hàng dệt may, v.v.